fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll Chào các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình tiến hành làm thức cộng dây này nha các bạn. Đây là cái cộng dây sạc điện thoại iPhone mà có hai đầu, một đầu là cho cái sạc Apple Watch và một đầu là sạc iPhone đó các bạn. Thì tình huống ở đây là một đầu này sạc iPhone thì các bạn sạc bình thường, nhưng đầu Apple Watch các bạn sạc nó không buộc. Thì để mình xem coi nó bị đứt như thế nào các bạn. Đây mình tiến tới mình fix cho các bạn xem cái lỗi ở đây. Một số lỗi này thì các bạn cũng có thể các bạn ở nhà các bạn làm cũng được nha các bạn, không có khó khăn gì hết các bạn. Thì trước tiên các bạn cắm cái nguồn điện vào, thì các bạn test ở đây. Đây nè, thế như các bạn cắm cái này mà nó lên đó các bạn là ok các bạn. Ok ha, lên ha. Rồi. Đó. Rồi, tiến tới các bạn test cái đầu Apple Watch xem cái nó có lên không nha các bạn. Nó không lên ha các bạn. Đó là trong tình huống là cái cáp này nó bị hư, cái đầu cáp này mình nghi cái đầu cáp này bình thường nó rất là lỏng các bạn. Thế thì mình mở ra mình fix nó lại ha các bạn. Rồi mình tiến hành mình để qua một bên đi. Rồi mình tiến hành mình xử cái này ha các bạn. Thì để mà các bạn có thể tháo được cái này là một, các bạn sử dụng một cái đầu mũi nhọn các bạn, lưỡi dao lưỡi gì cũng được các bạn. Thì các bạn tháo cái đầu này ra, nhưng mà để tháo đầu này ra là do cái này nó có dán keo. Để mà các bạn có thể mà để thuận tiện cho các quyền mà các bạn tháo ra được dễ dàng này đó, thì trước tiên các bạn dùng cái một là cái máy sấy tóc các bạn, máy sấy tóc. Hai là nếu như mà các bạn ở nhà các bạn có những cái máy khò của mấy anh thợ các bạn, thì các bạn cũng có thể các bạn sử dụng cái chức năng đó được các bạn. Các bạn khò, đây là mình dùng cái máy khò. Ở đây mình nói chung ở nhà không có điều kiện gì hết ngoài mấy cái máy này thôi các bạn. Đó, thì các bạn cũng có thể khò cho nó nóng, chú ý nó nóng thôi các bạn. Chứ nó nóng là các bạn gấp cái miếng này ra thôi. Còn nếu mà các bạn có thể dùng con da thì nó dán keo là keo con chó đó các bạn. Keo con chó màu vàng đó các bạn. Đó, nó dán vô để nó dính lại thôi. Bây giờ trước tiên mình mở cái này ra mình coi cái dây nó như thế nào ha. Giống như đợt trước mình cũng có làm một cái sợi dây các bạn, nhưng mà cái sợi dây đó mình làm không được các bạn. Mở ra nó bị hư, dây nó dây gốc luôn, nhìn rất là đẹp. Mà cái gốc của nó là không phải bị hư cái gốc, không phải bị hư cùng dây, nó là bị hư cái bộ nguồn các bạn. Cái bộ lõi á. Chủ yếu cái bộ này là nó sạc từ các bạn. Thank you.
này các bạn dùng cái con dao Thái Lan căng quạng, các bạn đẩy khoác một ra liền các bạn. Rồi mình phò quá nó sập lép tay luôn các bạn. Rất là dễ các bạn. Đó. Đây trong này nó có mấy cuộn dây này ở trong này nè các bạn. Thiếu sáng nè. Mở thêm cái đèn nha các bạn, nó không đủ sáng, các bạn không thấy đường được đâu. Sáng các bạn, để mình chiên cái hộp này lên cho nó sáng sủa. Đó các bạn thấy không? Mình cài cái này ra. Để mình xem trong này cái cuộn dây nó như thế nào nha các bạn. Rồi cái này nó đơn giản các bạn. Cái này là đồ lô, cái đồ xịn, cái đồ xịn mà các bạn nhìn vô các bạn sợ luôn á, là nó khích rịch luôn cái bao, khích rịch luôn cái khung này luôn các bạn, chứ không có lỏng lẻo như vậy đâu. Đây mình chạy ra cho các bạn xem. Đó. Đây là dưới này nó có cái bộ mạch này các bạn. Đó. Ôi quá đơn giản luôn các bạn ơi, quá đơn giản luôn, nó bị đứt dây này các bạn, nói là chắc nó lên đó nè. Thôi trường hợp này là ngon rồi các bạn, các bạn chỉ cần hàng lại hai cái tiếp điểm lên đây là các bạn thấy nè, dấu cộng với dấu trừ nè, các bạn thấy không, dấu cộng với dấu trừ nè. Đây các bạn thấy không, để gần luôn cho các bạn xem nè, đây dấu cộng nè, đây dấu trừ nè, các bạn thấy không. Thôi thế các bạn chỉ cần sàn hai cái này lại là nó lên rồi các bạn, easy luôn các bạn ơi. Chung là cái anh bạn trong công ty mình á, cái này ảnh bảo hư rồi, ảnh cho mình nó về nhà muốn nghiên cứu khoa học, muốn làm gì đó là làm, thì nói chung thôi mình cũng xin ảnh thôi, xin ảnh về mình nghiên cứu khoa học thôi. Đó. Đó. Cái này là hai mặt, hai mặt đi dán cách điện các bạn. Đây coi nó dán chống nóng ở chỗ này nè các bạn ơi, chống tỏa nhiệt á, treo để đây nè. Dán tỏa nhiệt thôi các bạn. Rồi ok, cái này các bạn tiến hành các bạn hàng khoác màu xong hả các bạn ơi, đơn giản lắm, easy á, có người xài họ không để ý á, làm hư hết cái đầu này. Và nhiệm vụ các bạn là cắt cái đầu ra thôi, làm lại cái đầu cho nó đàng hoàng xíu là ok các bạn, rất là dễ dàng các bạn ơi. Này xử lý được hết.
dễ lắm. Cái này các bạn chuẩn bị cái một cái mỏ hàn, một cái cuộn chì và một cái nhựa thông các bạn. Nhựa thông mục đích là để cho nó chấp kết dính nè các bạn. Rồi mình tiến hành mình xử lý các bạn. Cái này nó đơn giản lắm, các bạn xử lý cái rụp là xong thôi. Chuối cam xuống cho bạn xem xíu ha, cho nó thuận tiện cho các bạn. Cái này xử lý rất là đơn giản, không có khó. Các bạn nhả cái chì này ra. Hoặc là các bạn nếu mà không thì các bạn cắt cái này để các bạn hàn nó vô lại thôi. Tại một đầu chì nó cũng ăn rồi các bạn. Đỏ hàn đỏ, đen hàn đen thôi các bạn, hàn vô rồi dính. Nhưng mà cái đầu này mình thấy nó cũng chưa ngon các bạn. Để mình nhả ra luôn, mình làm lại luôn cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp đẽ. Cục chì ra đó các bạn thấy không? Giờ nhiệm vụ các bạn là cắt cho hai này nó bằng luôn các bạn. Dù sao các bạn cũng phải làm mới à, làm lại mới đi, bỏ mấy cũ đi không cần thiết. Đây, cái bàn này là cái bàn này không phải là cái bàn mình xử lý mấy công việc này các bạn. Cái bàn này các bạn để mình để đồ thôi. Bây giờ mình phải lấy cái này ra mình xử lý mấy cái này cho các bạn xem. Các bạn cắt cho nó dài dài ra chút xíu nha. Cái đó là cắt cái miếng bao ở ngoài thôi các bạn, miếng bao vỏ của cái này thôi, trong đó nó có hai sợi trong đó đó. Xem sợi dương các bạn cắt cho nó đồng đều, nó dài ra các bạn hàn hai đầu này vô là xong thấy các bạn. Các bạn cắt cho nó dài dài ra chút xíu nha. Các bạn cắt dài dài ra chút xíu để nó tiếp điểm cho nó nhiều. Dây này tốt các bạn, dây này tốt rất là dài. Nhưng mà dây này so với cái dây zin của nó là nó bị một cái nhược điểm là gì không? Nó không có chống nhiễu à, sạc nó có chống nhiễu thôi các bạn. Sạc nó có chống nhiễu nha các bạn để ý. Để hàng ăn á là các bạn chuẩn bị cái chì các bạn. Các bạn chuẩn bị cái chì các bạn hàn nó mới ăn ha.
Đây các bạn tiến hành bên dương bên nam các bạn hàng vô là ok các bạn. Ok xong rồi các bạn, à, các bạn thấy không, hai hàng lại các bạn hàng rồi xong hết các bạn. Rồi tiến hành bây giờ thì các bạn tới tiến hành các bạn test thử cho nó lên thôi nha. Các bạn cũng có thể để yên nó luôn, để yên này luôn không đề gì hết. À, bán quạng cắm cộng dây sạc vô nha các bạn, cắm adapter sạc các bạn cắm như bình thường ha. À, rồi các bạn để đây, các bạn để cái này lên ok ha, nó cấp điện nha các bạn, chủ yếu nó sạc quang thôi các bạn. Lên lên không, lên này ha các bạn. Đó, các bạn thấy nó chớp không đó, các bạn thấy nó chớp là nó lên ha các bạn. Ok vậy cộng dây này là xài ok đó các bạn. Rồi giờ các bạn tiến hành các bạn lắp ráp lại thôi. Đó. Có một số các lỗi mà nó rất là nhỏ các bạn, ở nhà các bạn cũng tự có thể các bạn làm được nha các bạn. Cái này nó không khó các bạn, tại chủ yếu là các bạn xài nó không kỹ, chủ yếu là cái đầu dây này nó đứt, các bạn không hay là nhiều khi các bạn không để ý các bạn bỏ. Rồi thật chất là các bạn về nhà các bạn fix nó vẫn xài được các bạn, xài tốt luôn đó chứ. Đó các bạn để yên lại nè, thấy không? Rồi các bạn ấn cái này vô. Đó, vô nè các bạn. Đó. Vô đó. À, hơi lộp cộp hết các bạn. Hơi lộp cộp. Lý do cái điều nãy là mình khui ra, giờ cũng ngon nữa các bạn, à, cho nó một miếng keo nữa các bạn, cho nó dính vô là ok các bạn, cho nó phóng điện lên á, phóng điện. Rồi các bạn tiến hành các bạn cắm vô sạc, các bạn bỏ đồng hồ lên nha. Rồi các bạn thấy không, vô điện nè các bạn. Được chưa? Cái tiến hành nó sạc á, tại đây đồng hồ mình pin hết rồi. Không, các bạn thấy nó sạc chưa? Ok ha. Trường hợp này là điện lên vô đó các bạn. Rồi, các bạn thấy kênh hay vui lòng nhấn cho mình một cái chia sẻ và một cái comment nha các bạn, để cho những cái người mà đồng hành cùng chúng ta cái người ta muốn cái này các bạn cho đi càng nhiều, các bạn nhận được cái sự chia sẻ của người khác và các bạn nhận được một cái lợi ích về mình ha các bạn. Chúng ta cùng sống cộng sinh ha các bạn. Rồi các bạn cho like và subscribe nha. Rồi bye bye các bạn nha.